chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh vĩnh long chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh vĩnh long mến chào quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm qua chúng tôi đã giới thiệu phần một tiểu thuyết người lữ hành lặng lẽ của nhà văn hữu mai xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo sau nhiều tháng ngày đi bái lại cầu xin khắp các chùa chiền miếu mạo trong vùng bà cung thọ thai và sinh được một con trai Hai vợ chồng đặt tên con là Nguyễn Đức Nguyện như một lời tạ ơn thần linh đã làm thành lời khấn nguyện. Từ nhỏ, Nguyện thương đẻ nhiều vì bà ấy rất vất vả vì phải vừa lo quán xuyến việc nhà vừa phải đi buôn kiếm thêm đồng ra đồng vào. Năm 10 tuổi, không như những đứa trẻ trong làng thường ham chơi. Ngoài giờ học ở trường, Nguyện giúp đẻ dọn dẹp nhà cửa, pha trà, mua rượu cho thầy những câu chuyện về việc dân làng đấu tranh chống bọn hào lý bảo vệ ruộng vườn, bảo vệ rừng trước sự chiếm đóng của thực dân Pháp được thầy kể mỗi khi rảnh rỗi đã nuôi dưỡng tình yêu nước trong nguyện lớn dần theo năm tháng. Biết tính con trai rất ham học, nhưng vì nhà có thêm em trai, gia đình thiếu trước hột sau, nên đến khi tốt nghiệp tiểu học trường làng, thầy đành phải cho nguyện nghỉ học. Năm nguyện 16 tuổi, thầy muốn nguyện đi học nghề may đầu tay, là nghề rất thịnh lúc này còn đẻ thì muốn anh tập thành buôn bán. Riêng nguyện thì muốn đi học nữa để sau này kiếm sống bằng nghề viết báo, viết sách mà anh rất yêu thích. Liệu nguyện có được tiếp tục đi học khi hoàn cảnh gia đình đang gặp khó khăn không? Để trả lời cho câu hỏi vừa nêu, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 2 tiểu thuyết Người lữ hành lặng lẽ của nhà văn Hữu Mai với những suy nghĩ của chàng trai mới lớn, song có nhiều hoài bão. Năm lên 9 tuổi, Nguyễn có thêm em trai. Vì gia đình túng thiếu, sau khi tốt nghiệp tiểu học ở trường làng, Nguyễn phải nghỉ học. Nguyễn đã 16 tuổi, thầy bàn giới đẻ cho Nguyễn đi học nghề mai đồ Tây. Để muốn Nguyễn tập buôn bán, nhưng Nguyễn vẫn rất ham học. Cậu còn ham cả viết văn làm thơ. Ở trường, cậu thường đứng đầu về văn. Cậu đã viết một vài bài thơ chăm biếm gửi báo con ông. Từ nhỏ, nguyện đã có tính hài hước có bài được đăng và nhiều người trong làng thuộc đôi lúc nguyện đã nghĩ sau này mình có thể kiếm sống bằng nghề làm văn viết báo nhưng cậu không tin tưởng lắm vì bài thơ được báo đăng nhưng không được trả nhuận bút nguyện rất suy nghĩ cậu biết gia đình không thuộc diện đói cơm rách áo nhưng tương lai của mình còn mờ mịt cậu băn khoăn không biết có cách gì để thoát khỏi cảnh này một vài người bạn gia đình khá giả được ra Hà Nội học. Những ngày nghỉ họ về làng kể lại không khí sôi sục ở ngoài đó. Nhiều tổ chức nghiệp đoàn mới thành lập, thanh niên học sinh đua nhau tham gia những hội kính đấu tranh cho dân chủ. Tại nhà trường, nhiều thầy giáo công khai giáo dục học sinh lòng yêu nước. Có thể kể, người trong gia đình mình hoạt động cách mạng bị cầm tù, bị xử bắn. Ở thị trấn Từ Sơn, có hiệu sách Phạm Giang Hảo qua hiệu sách này nguyện được đọc thơ văn của phan bội châu phan chu trinh những tác phẩm của tự lực văn đoàn tiểu thuyết thứ bảy đọc văn học hiện thực của vũ trọng phụng nguyễn công quang đọc thơ tố hữu chế lan viên không lúc nào nguyện tha thiết hiểu biết bằng lúc này những sách báo đã đọc gợi cho cậu nhiều suy nghĩ nhưng nó chưa xác định cho cậu một hướng đi và những việc phải làm Ví dụ như hai câu thơ trong bài Nhớ rừng của Thế Lữ Ngầm một mối căm hờn trong tụ sách Ta nằm dài trong ngày tháng dần qua Chỉ mới chia sẻ một phần những u quốc của cậu Có thể là cậu chưa hiểu biết những gì mình đã đọc Và rất có thể là còn nhiều điều cậu chưa được học Và chưa có ai nói cho biết Cậu tha thiết xin thầy đẻ cố cho mình ra hà nội học tiếp vài năm nhưng khả năng này hầu như không có nguyện biết thầy đẻ đều rất băn khoăn không hiểu sao tết thầy có chuyện gì ra hà nội luôn một buổi tối sau bữa ăn thầy bỗng nói với nguyện hết hè này thầy đẻ sẽ cho con ra hà nội học nguyện muốn nhảy lên vì sung sướng cậu sẽ ra khỏi lũy tre xanh rất thân thiết với mình từ khi lọt lòng nhưng lại đang kèm nén khát vọng của cậu muốn nhìn thấy một chân trời mới. Cậu bỗng nhận ra thầy báo điều rất quan trọng này đối với mình bằng một giọng không vui. Để lo toan toàn bộ kinh tế gia đình và thường nhắc nhở nguyện về tính cẩn thận, làm việc gì cũng phải cân nhắc trước sau. Bữa nay, đẻ chỉ ngồi lặng lẽ nha trầu. Tại sao lại như vậy? Còn điều gì chưa ổn chăng? Cậu không dám hỏi vì sợ sẽ làm tăng biến một diễn cảnh tươi đẹp vừa hiện lên phía trước. Thầy nói tiếp, cô chú ở ngoài đó đồng ý cho con trọ học và giúp đỡ tiền học hàng tháng. Thầy đẻ sẽ lo cho con tiền ăn và tiền may mặc. Nguyện hiểu ra vấn đề. Anh có gia đình ông chú buôn bán khá giả tại Hà Nội. Bà thím là con nhà tư sản, có trăm mẫu ruộng và hai chục chiếc xe chạy đường dân đình Hà Đông giúp cho một đứa cháu ăn học ở Hà Nội với chú thím là điều không khó. Nhưng từ trước tới nay, trong gia đình không ai nghĩ tới chuyện đó. Tính thầy khí khái, thầy không muốn nhờ giá họ hàng, nhất là trong trường hợp này, vì làm ông cảm thấy bất lực với việc nuôi dưỡng con cái. Như vậy là trước mong muốn tha thiết của nguyện, thầy đẻ đã làm cái điều mà ông bà không muốn. Nguyện củng cố dẹp sự tự ái của riêng mình không biết từ lúc nào cái tính khí khái của thầy đã truyền qua anh nguyện cũng đã nghĩ như thầy nhưng bây giờ thì anh chấp nhận bằng cách nào anh cũng phải có mặt ở hà nội để có được hiểu biết rộng hơn và tìm ra một lối thoát cho tương lai một đêm sáng trăng dân làng đình bản bỗng thấy xuất hiện một đám rước đèn với rất đông thanh niên học sinh đi đầu là một xe hoa. Đó chỉ là một chiếc xe bò, kết lá cây trang điểm bằng những bông hoa giấy, trên xe đặt một chiếc trống. Anh Lộc Ben ngồi trong dưới cây đàn, banjo acto réo rắt. Thanh niên nam nữ cầm đèn đi sau, thiếu niên chạy theo hò reo. Sự kiện này không được báo trước nên cuốn hút sự tò mò của nhiều người. Dân làng ngạc nhiên tới xem mỗi lúc càng đông đám rước đi vòng quanh làng rồi về đình. Mọi người vẫn chưa hiểu mục đích của nó. Khi dân làng đã kéo tới chật cứng sân đình, dây quanh chiếc xe qua, thì một người bé nhỏ xuất hiện trên xe. Người ta nhận ra đó chính là Nguyễn Đức Nguyện. Vẻ rụt rè của cầu học sinh trường làng đã thay đổi bằng sự tự tin. Vẫn là giọng nói lễ phép nhẹ nhàng, anh thưa với bà con dân làng, nhất là các bậc cha mẹ, phải cố gắng cho con em đi học tất cả thanh niên nam nữ nếu ai chưa biết chữ đều phải đi học đi học để mở mang dân trí để theo kịp những nước văn minh anh kết thúc bài nói chuyện với khẩu hiệu đi học là yêu nước từng lời của anh như rót vào tai người nghe vì nó được nói ra rất dễ hiểu rõ ràng là những lời có lý có tình quê hương của các vua triều lý xưa nay vẫn tự hào với truyền thống của mình không chịu thua kém những làng ở quanh vùng làng thực sự như một thị trấn nông công thương đều phát đạt lễ hội hàng năm vẫn to tụ tập được hàng ngàn nam thanh nữ tú rước kiệu từ chùa dặn về đền đô những điệu ca quan họ của trai gái định bản không kém bất cứ dùng quê hương quan họ nào nhưng đêm nay mọi người trong làng đều ngạc nhiên vì buổi rước đèn do một cậu thanh niên mới lớn khởi xướng. Có phải nó đã nói tới một nhược điểm của làng từ xa xưa, từ thời kỳ hương cổ Pháp đổi tên đình bản? Phải chăng dân làng lâu nay chỉ chú ý vào việc trồng trọt, các nghề thủ công và buôn bán, chưa chú ý nhiều đến việc học? Cái gì đã thúc đẩy chàng trai mới 17 tuổi này đứng trước dân làng, trước bộ máy đàn áp của chính quyền bảo hộ, có thể bắt mình vì việc gây rối trật tự. Các bậc cha chú và đã chọn vấn đề này để nói với dân làng. Có lẽ sau một năm phải nghỉ học, cậu đã nhận thấy sự học quan trọng như thế nào. Dân mình còn chưa tiến lên được là vì bị kềm hãm trong dòng ngu muội Và cậu đã nghĩ đến những gì diễn ra từ lâu nay trong làng mình. Không cứ những gia đình gặp khó khăn như gia đình cậu mà nhiều nhà khá giả sau khi cho con học hết tiểu học ở trường làng đều giữ lại ở nhà để làm ăn buôn bán cậu sắp được ra hà nội học nhưng còn bao nhiêu người bạn khác vẫn phải ở lại làng cậu phải thương ngay với dân làng điều quan trọng này vì trước hết cậu là người con của quê hương đình bản năm chục năm sau một số dân làng vẫn còn thuộc bài họ đi học họ đi học tiết mục đặc biệt của đêm hội hoa đăng. Trống trường đã đánh đầu làng, hãy còn chưa biết khai trường đó ư. Hỡi các bậc hiền từ cha mẹ, sao chưa lo con trẻ học đi, ngây thơ nào đã biết gì, nỡ nào để trẻ ngu si cho đành. Xây dựng trường làng mình tiêu tốn, trẻ học hành phí tổn là bao. Nếu không khách lạ trong giàu, dân mình xã lớn học sao ít người học không phải học dăm ba chữ, biết ký tên mà phải cùng nhau, xem nền văn hóa Á Âu. Đây là lần đầu anh Hùng chút năng khiếu thơ văn để làm được một việc thực sự có ích. Lúc đó anh chưa biết mình đang bắt tay vào một công việc mới mà anh sẽ phải dùng ngồi bút như một thứ vũ khí đấu tranh. Từ năm 1936, đã có một sự thay đổi trong đời sống chính trị nước Pháp. Mặt trận bình dân gồm ba đảng, xã hội, cấp tiến, cộng sản, do Lê Ông Bên Lâm đứng đầu, lên cầm quyền. Mặt trận quyết tâm tiến hành những cải cách dân chủ ở cả chính quốc và thuộc địa. Mặt trận muốn những người dân ở thuộc địa cũng phải được quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập nghiệp đoàn. Các đảng chính trị đều có quyền công khai hoạt động. Chính sách này của nhà cầm quyền mới ở chính quốc hoàn toàn trái ngược với chính sách của chính quyền thực dân tại Đông Dương. Từ trước tới nay, chính quyền này vẫn chủ trương tước bỏ mọi quyền tự do dân chủ của người dân thuộc địa, duy trì chính sách ngu dân để dễ bề bóc lột. Nhưng trước mắt, chúng chưa dám công khai chống lại chính phủ mới. Đảng ta nhận thấy đây là một cơ hội để tập hợp lực lượng và tập vật cho quần chúng đấu tranh đáng chủ trương đưa một bộ phận ra hoạt động công khai, dùng những hình thức đấu tranh hợp pháp đòi cải thiện một phần đời sống dân sinh và chính trị. Sài Gòn là nơi sâu nổi nhất. Ở đây có hàng loạt báo đưa tin hàng ngày về sự thay đổi trên chính trường Pháp và quảng bá những chính sách mới của chính phủ mặt trận bình dân. Tuy phần lớn những báo này bằng tiếng Pháp, chính quyền thực dân cho là đa số dân chúng đọc không hiểu nên làm lơ nhưng tin tức vẫn nhanh chóng đến với mọi người, nhất là tầng lớp học sinh, sinh viên. Trong thời gian này, đảng đưa một số đảng viên trực tiếp ứng cử vào các hội đồng dân biểu, những tổ chức mỹ dân của chính quyền thực dân, lấy đây làm diễn đàn công khai đấu tranh, dạch rõ sự áp bức bên vực quyền lợi của dân nghèo. Ở các thành phố Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng, nhiều tổ chức hội đoàn được thành lập nhân dịp chính phủ mặt trận bình dân pháp tuyên bố sẽ cử một phái đoàn sang điều tra tình hình ở đông dương đảng ta chủ trương phát động một phong trào thu thập quyền vọng của các tầng lớp nhân dân tiến tới triều tập trung dương đại hội gửi trung dương đại hội để soạn ra một bản dân nguyện gửi phái bộ điều tra pháp không khí chính trị ở các thành phố trước đây quen sống cam chịu trở nên sôi động tuy nhiên đề phòng chính quyền thực dân pháp bất thần trở mặt đảng ta sử dụng các hình thức tổ chức và đấu tranh công khai hợp pháp và nửa hợp pháp, đồng thời vẫn tiếp tục những hoạt động bí mật. Niên học 1937-1938, nguyện sinh vào học ở trường trung học tư thục Thăng Long. Một số bạn bè giới thiệu ở đây có nhiều thầy kiến thức tuyên bác và yêu nước. Đặng Thái Mai, Hoàng Minh Giám, Phan Thanh, Võ Nguyên Giáp. Cậu chưa biết mình đã gặp Mai, trong lúc cậu khao khát tìm một lối thoát thì cách mạng cũng đang tìm kiếm những người như cậu và trường thăng long là một trong những cái nôi của cách mạng ở hà nội ngay từ những ngày mới vào học nguyện đã hăng hái theo các bạn dự những cuộc nói chuyện chính trị ở trụ sở đảng xã hội những buổi diễn thuyết của những diễn giả thanh niên ở hội quán trí tri phố hàng quạt đi dự chào phiên ủng hộ trung hoa chống nhật Hàng loạt những vấn đề mới mẻ về chính trị thời sự mở ra trước mắt anh. Anh học được thêm bao điều bên ngoài nhà trường. Ngay trong trường cũng có những tổ chức đấu tranh cho dân chủ, nhiều người rủ nhau vào Đoàn Thanh niên Dân chủ, một tổ chức hoạt động nửa công khai nửa bí mật. Một số thầy giáo khuyên học sinh nên tham gia tổ chức này. Một người bạn học đường huyện đọc chương trình hoạt động của Đoàn Thanh niên Dân chủ. Một buổi tối, anh rủ Nguyện đi chơi đền Ngọc Sơn. Đến gần cầu Thê Hút, anh kéo Nguyện vào giang hồ, nơi có dăm bảy chục người đang dự một cuộc mít tinh chống thuế. Cuộc mít tinh diễn ra chừng 10 phút. Mọi người hô khẩu hiệu, rồi giải tán đi các ngã. Phút chốc, Nguyện chỉ còn lại một mình. Giờ lúc đó hai tên cảnh sát từ phía trường xăm xăm đi vào. Người bạn đứng phía xa dơ tay dễ nguyện nguyện nghĩ bọn cảnh sát đã nhìn thấy mình nếu tỏ vẻ định trốn tránh chúng sẽ đuổi bắt nguyện liền đứng tại chỗ hai tay chắp sau lưng nhìn ra mặt hồ tên cảnh sát đến sau lưng anh hỏi có thấy nhiều người đến đây không nguyện quay lại nhìn những tên cảnh sát bình tĩnh trả lời có nhưng họ kéo đi cả rồi hai tên cảnh sát bỏ đi nguyện không hiểu cuộc mít tinh này do ai tổ chức nhưng không khí đấu tranh bí mật. Những người chưa hề quen biết gặp nhau với bộ mặt và đôi mắt tin cậy cứ quanh quẩn trong đầu. Và anh cảm thấy tự hào vì khi những tên cảnh sát tới mình đã không bỏ chạy. Hình như anh vừa có thêm một sức mạnh mới và đang trở thành một con người khác. Mấy ngày hôm sau, người bạn nói với Nguyện, đồng thanh niên dân chủ đã tên gọi công khai của tổ chức Thanh niên Cộng sản do đảng cộng sản đông dương lãnh đạo nguyện nhận lời gia nhập đoàn thầy phan thanh có ảnh hưởng rất sâu sắc tới nguyện thầy là một trong những người sáng lập trường thăng long muốn nó trở thành trường nghĩa thuật theo truyền thống đông kinh nghĩa thuật thầy còn là một trong những người sáng lập hội truyền bá quốc ngữ và là tổng thư ký của hội thầy phan thanh dạy tiếng pháp rất giỏi nhưng cái cuốn hút mọi người là tư cách đứng đắn đàng hoàng của thầy, đặc biệt là những hoạt động của thầy trong diện dân biểu trung kỳ, trong hội đồng kinh tế lý tài Đông Dương để phản đối chính sách thuế má của bọn thực dân thống trị bảo vệ quyền lợi của nhân dân lao động. Những bài diễn văn, những cuộc tranh luận bằng tiếng Pháp rất hùng biện đã thu hút dân chúng kéo tới biểu tình ủng hộ thầy trong những cuộc đấu tranh. Lúc bây giờ, thầy nào tỏ rõ tinh thần yêu nước chống pháp đều được học sinh kính trọng thầy nào có thái độ sợ pháp nịnh pháp đều bị học sinh xem thường một hôm mọi người chợt nhìn thấy nguyện ôm một chồng sách đồ sộ khôn lưng từ ngoài đi vào rồi bước lên một giảng đường các bạn nhận ra ngay anh đang đóng vai một thầy bảo hoàng hơn nhà vua mà hầu hết học sinh đều không ưa thích dáng điệu của nguyện đã lột tả hoàn toàn tính cách nhân vật tiếng cười rộ lên trong phòng nguyện nhanh chóng rút lui khỏi sân khấu một số người đến sau yêu cầu anh làm lại cho xem nhưng nguyện từ chối cậu thanh niên nhỏ người hiền lành của làng đình bản vẫn sống vui vẻ và học tập chăm chỉ không gây sự chú ý của nhiều người những ngày nghỉ lễ nguyện trở về làng ngay sau tối rước đèn lần lượt xã rồi huyện gọi thầy đẻ lên khiển trách về tội đã để cho con làm quyên náo xôn làng. Có lần quan huyện đưa lính về khám nhà, chúng mở tung hồn, tủ, lục lọi sách vở ném vừa bãi. Sau đó hàng tuần, ông bà Thơ phải lên huyện khai báo con mình hiện có mặt ở làng hay đi đâu vắng. Anh học sinh trung học trường Thăng Long đã thay đổi nhiều so với khi còn là học sinh trường Kim Bị ở làng anh đã hiểu là bố mình cũng có tấm lòng đối với đất nước nhưng ông cảm thấy bất lực trước tình hình ông tìm sự khuây khỏa bằng câu thơ chén rượu hay đôi khi chơi cờ và săn bắn anh và bố thường có những cuộc trao đổi về tình hình thời thế ý kiến hai bố con có lúc không gặp nhau người cha cho rằng rất khó giành lại độc lập vì bọn pháp nhiều vũ khí trong khi dân ta chỉ có tay không nguyện tin rằng nếu mọi người đều một lòng cứu nước thì sẽ giành lại được độc lập. Nguyện đã nối lại quan hệ với Nguyễn Đức Hậu. Hậu cũng đã liên lạc với một số người cùng chí hướng. Những lần Nguyện về làng, cậu Nguyễn Duy Thân, em ruột của mẹ, thường tới chơi. Thân học trường bưởi và đã đi dạy học, chỉ hơn Nguyện 4 tuổi nhưng thuộc hàng cha chú. Từ sau buổi nguyện tổ chức rước đèn và diễn thuyết ở đình làng, cách nhìn của cậu với nguyện thay đổi hẳn cậu ngồi chuyện trò riêng với nguyện như người cùng trang lứa cậu trao đổi về thời sự hỏi tình hình học hành ở hà nội nguyện kể lại những phong trào đấu tranh sâu nổi ở đây cậu hỏi nguyện đã gia nhập tổ chức nào chưa nguyện nói thật là mình đã tham gia đoàn thanh niên dân chủ ở nhà trường lúc đó cậu thân mới nói là trong làng đã có tổ chức đoàn thanh niên phản đế cũng do đảng cộng sản đông dương lãnh đạo và cậu đã là đảng viên của đảng sau đó những thanh niên tổ chức phản đế trong làng tới quan hệ với miệng họ đều nói khi anh tổ chức cuộc mít tinh vận động mọi người cho con em đi học họ đã đón anh là người của đoàn thể rồi họ khen anh biết dùng khẩu hiệu đi học là yêu nước trong cuộc mít tinh đó là một khẩu hiệu cách mạng họ nói chỉ có vận động chống nạn thất học thì mới có khả năng phổ biến rộng rãi đường lối chính sách của cách mạng. Nguyện cũng không mong gì hơn có những người cùng chí hướng ở ngay quê hương. Anh trao đổi với họ những kinh nghiệm hoạt động của đoàn thanh niên dân chủ tại Hà Nội. Anh giới thiệu hậu và hai người bạn với tổ chức này sang học kỳ 2 ở trường Thăng Long. Nhờ cố gắng học tập, Nguyện được miễn một phần học phí. Tiền gia đình gửi cho chỉ vừa đủ ăn uống tùng tiệm và mua giấy bút tiền học của nguyện do thím đưa hàng tháng nhưng thím hay quên mà nguyện không dám nhắc có tháng chú hỏi thím đưa tiền học chưa mặc dù thím chưa đưa nguyện buộc phải trả lời là đưa rồi một số bạn học cũng có hoàn cảnh khó khăn như anh thường làm gia sư để kiếm thêm tiền anh đọc một rau vặt trên báo tìm những gia đình đang cần người dạy kèm các con lần đầu anh đến một ngôi biệt thự ở phố Hàng Chuối. Chủ nhà là một nghị viên. Chỉ qua cách nhìn của ông, anh đã biết mình không gặp Mai. Ông không hỏi học lực của anh, nói ngay. Cậu nhỏ người qua, không dạy cháu được đâu. Thằng con tôi cũng cao bằng cậu. Nhưng rồi anh cũng tìm được một vài gia đình cần người dạy kèm con nhỏ học tiểu học. Tiền thù lao rất thấp, anh phải dạy ba học sinh tiểu học mới có đủ tiền trả học phí thầy Phan Thanh mắc bệnh hiểm nghèo. Tin thầy mất khiến mọi người bàng hoàng. Đám tang thầy kéo dài 2 km. Không riêng học sinh mà cả Hà Nội và đại biểu 14 tỉnh trên cả nước có mặt tiễn đưa thầy. Nguyện đi dự lễ tang thầy không chỉ vì lòng yêu mến kính trọng đối với thầy mà còn muốn góp phần cùng bạn bè tỏ rõ thái độ ủng hộ tinh thần kiên quyết đấu tranh bên vật quyền lợi nhân dân của thầy. Nghỉ hè, nguyện về quê mở lớp dạy hè cho vài chục học sinh trong làng để có thêm tiền ăn học nguyện đã gia nhập tổ chức đoàn thanh niên phản đế tại địa phương đồng thời vẫn tiếp tục hoạt động trong đoàn thanh niên dân chủ ở trường thăng long nguyện không quên người bạn học cùng chí hướng ở đồng kỵ hậu giới thiệu thêm với hai anh thanh niên cùng làng là sưởng và quát ba người trở thành những thanh niên phản đế đầu tiên ở đồng kỵ chỉ một thời gian, số thanh niên phản đế ở Đồng Kỵ, cả nam và nữ, đã lên tới 10 người. Tại Đình Bản, đã có những tổ chức đấu tranh nhằm những mục tiêu cao hơn tổ chức thanh niên dân chủ mà anh đã tham gia ở Hà Nội. Nhiều đảng viên Cộng sản thường xuyên qua lại đây, kể cả những đồng chí sư quỷ, trung ương quỷ viên của đảng. Anh bắt đầu hiểu những phong trào như hội truyền báo quốc ngữ, hội hướng đạo sinh, tổ chức các nghiệp đoàn phong trào chuẩn bị đông dương đại hội những cuộc đấu tranh ở nghị trường những tổ chức thanh niên dân chủ thanh niên phản đế đều có vai trò của người cộng sản người cộng sản đã xâm nhập vào những tổ chức có lợi cho hoạt động cách mạng hướng nó trở thành những phong trào cứu quốc họ cũng chủ động lập ra rất nhiều tổ chức mới dưới những hình thức khác nhau để che mắt bọn thực dân thống trị kể cả nhiều hội tập giỏ hội bát âm, hội thờ cài, hội đọc sách, hội bóng đá, các loại hội ái hữu ở ngay tại làng Anh đều có vai trò của người cộng sản trong đó. Nguyễn đã hiểu bằng cách nào đảng cộng sản tập hợp các tầng lớp nhân dân vào đội ngũ và tổ chức cho họ đấu tranh. Anh đã nhận thấy quyết định tương lai của dân tộc chính là những người cộng sản. Minh Châu, một nữ đảng viên cộng sản thời đó kể lại những năm 1938-1939, theo chủ trương của đảng, để tiếp xúc và tuyên truyền chủ trương chính sách với thanh niên và nhân dân lao động ở nông thôn. Hàng tháng, chị cùng một số thanh niên tổ chức những chuyến đi về các vùng quê lân cận. Lần ấy, họ lấy cớ về thăm đền Lý Bác Đế ở Phủ Từ Sơn để gặp đoàn thanh niên phản đế của đình bản. Đoàn có 10 người, toàn đi xe đạp họ đem theo những sách báo tiếng Pháp và tiếng Việt như Lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô, Người mẹ của Rocky, Vấn đề dân cài của Hoa Ninh và Dân Đình, Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp dân dân. Những sách báo này dành cho tủ sách của thanh niên địa phương. Sau khi thắp hương ở đền Lý Bắc Đế, họ vào đình bản đã hẹn trước những người ở tổ chức thanh niên phản đế trong làng ra gặp tất cả chừng sáu bảy người. Trong số này có các anh Nguyễn Tiến Thảo, Hoàng Văn Tiến, Nguyễn Trọng Tĩnh, chị Nguyễn Thị Canh, dân dân. Những người thay mặt tổ chức thanh niên phản đế tiếp nhận sách lại là một thanh niên nhỏ nhắn, đeo kính trắng, miệng cười rất tươi, nói năng nhẹ nhàng và vui vẻ. Đó chính là Nguyễn Đức Nguyện. Châu Đón Nguyện là người ít tuổi nhất, có lẽ chỉ bằng tuổi chị, nghĩa là chưa tới 18 chị không biết nguyện đang học ở hà nội nhưng thấy anh nói năng chặt chẽ tự tin đôi lúc còn bông rùa anh tỏ ra có trình độ và nhiệt tình nhất đám một kiểu bé hạt tiêu từ đó thỉnh thoảng nguyện hay ra hà nội đến hiệu sách đồng xuân của chị để mua sách báo cách mạng đem về đình bản lần nào anh cũng mang theo một chút quà nhỏ của quê hương cặp bánh phu thê cặp bánh do hai năm sau chị lại có dịp được cùng công tác với anh tại báo cứu quốc. Kính thưa quý vị, thấy một vài người bạn con nhà khá giả cùng lớp với mình được ra Hà Nội học, nguyện không buồn và mặc cảm, nhưng anh tranh thủ những lần họ về làng để tìm hiểu về chốn phòng hoa đô thị. Họ kể cho nguyện nghe về không khí sôi sục khi thanh niên học sinh đua nhau tham gia những hội kính đấu tranh cho dân chủ. Tại các trường học, nhiều thầy cô công khai giáo dục học sinh lòng yêu nước có thầy còn mạnh dạng kể về những người thân trong nhà tham gia hoạt động cách mạng, bị cầm tù, bị xử bắn. Nhìn thấy con trai mình tha thiết muốn ra Hà Nội, ông cùng tràn trọc toan tính và cuối cùng đành nén sự tự ái tìm đến nhà người em ở Hà Nội nhờ giả. Chú thiếm của Nguyện là người buôn bán có của ăn của để nên nuôi thêm một đứa cháu là chuyện nhỏ. Ngoài ra, bà thiếm còn có mấy trăm mẫu ruộng và 20 chiếc xe đò chạy tuyến đường Dân Đình, Hà Đông nên không khó khi giúp cho gia đình người anh chồng. Tuy có chút tự ái, song Nguyên đành phải chấp nhận bằng mọi giá để đi học. Với anh, đi học cũng là yêu nước. Đêm trước ngày rời làng, nguyện có buổi nói chuyện với dân làng với mục đích cho mọi người thấy được sự học là rất quan trọng. Lần đầu tiên phát biểu trước đám đông nhưng nguyện không run sợ bởi khiếu văn thơ có sẵn trong quyết quản. Chính lúc này, Nguyễn cũng không biết mình đang bắt tay vào một công việc mới là sẽ dùng ngòi bút như một vũ khí đấu tranh giai cấp. Những ngày mới ra Hà Nội của Nguyễn có được thuận lợi không? Những trang đời của chàng thanh niên 18 tuổi sẽ được mở ra trong phần 3 tiểu thuyết Người lữ hành lặng lẽ của nhà văn Hữu Mai vào chương trình đọc truyện đêm mai. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ấy chào tạm biệt.